giờ thì trên tele 1 đạt học sinh giỏi nhất khối, đạt giải cao trong các hội thi giải nhì toán tiếng Anh, giải nhất vật lý, giải ba ELA cấp huyện, giải khuyến khích ELA, giải khuyến khích toán tiếng Anh cấp tỉnh. Xin được chúc mừng em Nguyễn Anh Tài, học sinh lớp 71, đạt giải khuyến khích ELA, giải nhất toán tiếng Anh, giải ba Olympic vật lý, giải nhất toán tiếng Việt cấp huyện, giải khuyến khích ELA, giải khuyến khích toán tiếng Việt, giải nhất toán tiếng Anh, giải nhất Olympic vật lý cấp tỉnh. Xin được chúc mừng em Nguyễn Gia Hân, học sinh lớp 87, học sinh giỏi nhất khối, đạt giải cao cho các hội thi giải nhì toán tuổi thơ, giải khuyến khích ELA, giải nhì toán tiếng Việt, giải nhì toán tiếng Anh cấp huyện, giải ba toán tiếng Anh, giải khuyến khích toán tiếng Việt, giải khuyến khích ELA cấp tỉnh. Xin được chúc mừng em Nguyễn Cao Minh Nguyệt, học sinh lớp 92, học sinh giỏi nhất khối, đạt giải cao cho các hội thi giải nhất ELA cấp huyện, giải ba giải toán máy tính bằng Casio, giải ba học sinh giỏi cấp huyện, giải khuyến khích giải toán bằng máy tính Casio, giải nhì học sinh giỏi môn tiếng Anh, giải khuyến khích ELA cấp tỉnh và giải khuyến khích ELA cấp quốc gia. Xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo sẽ lên trao phần thưởng cao quý cho các em. Xin được trân trọng kính mời bà. Phần thưởng của các em là 800.000 đồng trên một em và kinh phí do Ủy ban Nhân dân huyện Kim Lương trao tặng. Chính quyền địa phương cũng như nhà trường đã luôn quan tâm đến thành tích của các em.